Xin uh, kính chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các bạn. À, trong chương trình ngày hôm nay 12 tháng 5 năm 2019 thì tôi xin uh, phép được uh, chuyển đến uh, tất cả các bạn một số những cái thông tin liên quan đến cái tình hình ở Venezuela. Có lẽ Venezuela tình hình chính trị sau ở Venezuela là một trong số những cái điểm nóng ở trên thế giới. Nó thu hút được cái sự chú ý của người Việt chúng ta cho nên là có lẽ là tôi nghĩ rằng là cần cập nhật cái thông tin ở Venezuela nó có những cái diễn biến hoặc là nó có những cái sự kiện mới thì uh, tôi nên cập nhật và đem đến cho tất cả uh, chúng ta để cùng biết để còn theo dõi thế thì uh, cái lần trước thì tôi có cập nhật đến khoảng độ uh, cách đây một tuần tức là đến khoảng mùng 4 tháng 5 thì hôm nay tôi xin phép được cập nhật tiếp tục uh, cho đến ngày uh, 11 ngày 12 của chúng ta nhưng mà là ngày 11 tháng 5 của bên họ thế thì uh, trong cái thời gian một tuần vừa qua ấy, thì bên Venezuela xảy ra nó cũng tất nhiên là nó có rất là nhiều cái việc nhiều cái sự kiện nhưng mà tôi nghĩ rằng là cần điểm những cái sự kiện chính thôi những cái sự kiện quan trọng thế thì như chúng ta đã biết là sau cái uh, vụ việc uh, Juan Guaido kêu gọi cái binh lính phe quân đội uh, nổi dậy rồi là kêu gọi binh lính đứng về phía người dân là bảo vệ đất nước, bảo vệ theo như hiến pháp là bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân thay vì là bảo vệ chế độ độc tài như là của ông Maduro thì tuy nhiên thì cái lời kêu gọi cũng như là những cái hoạt động của người dân là đi tới các cái doanh trại quân đội rồi đưa cho cái luật ân xá, cái luật ân xá tức là nếu như những người lính kể cả đã từng phạm vào những cái tội ác đối với người dân nếu như bây giờ mà rời bỏ cái hàng ngũ của ông Maduro mà chuyển sang à, phía đối lập đứng đầu là ông Juan Guaido cùng với lại những người dân thì sau này người ta không truy tố, người ta không bắt tội mà thì hôm nay cái nội dung cái đạo luật nhân đạo là như thế thì tuy nhiên thì cái việc mà người dân tới các doanh trại rồi là in cái bản đạo luật nhân đạo đó để đưa cho các sĩ quan binh lính thì như chúng ta đã biết là có những cái clip quay cái hình ảnh đấy là những nhân viên những cái sĩ quan họ đã cầm họ đốt họ đốt ngay tại trận à, tức là đấy họ không có thể hiện cái sự trung thành với ông Maduro thế thì tiếp theo đó là gì tiếp theo đó là vào khoảng ngày thứ ba mùng 7 tháng năm à, thứ ba mùng 7 tháng 5 theo giờ của họ ấy thì quốc hội uh, Venezuela mà do phe đối lập uh, kiểm soát đứng đầu là chủ tịch quốc hội Ron Guido đấy, thì người ta có nhóm họp, người ta có nhóm họp. Thế thì trong cái thời gian trước và trong cái thời gian mà quốc hội Venezuela nhóm họp thì nó xảy ra một cái số hiện tượng. Cái thứ nhất là họ đều ở phía cái ông Maduro, ông ấy điều những cái lực lượng Collectivos, à, tức là nhóm những cái người dân thường nhưng mà lại được ông ấy trang bị vũ khí, thì đi trên thường đi trên những chiếc xe phân khối lớn thế thì họ chạy vòng vòng xung quanh cái cái khu uh, tòa nhà quốc hội đó thì gây áp đảo uh, để mà khủng bố tinh thần các cái nghị sĩ các ông nghị bà nghị. Thế rồi uh, trong thời gian diễn ra cái cuộc họp quốc hội đó cái phiên họp đấy thì uh, phía ông Maduro ông ấy uh, làm gì là uh, là gọi là bóp nghẹt cái đường truyền internet đấy tất cả những để mà ngăn cản cái việc phát livestream rồi đưa tin hình ảnh về cái việc quốc hội Venezuela họ họp thế và cái kết quả đấy là những cái gọi là tiểu tiết xung quanh cái việc mà Venezuela họ quốc hội Venezuela họp nhưng cái quan trọng ấy sau cái phiên họp vừa rồi ngày mùng 7 tháng 5 ấy thì họ, họ đã thảo luận và có một cái kết quả như thế này, tức là họ um, tái công nhận Quốc hội Venezuela tái công nhận và họ quay trở lại là thành viên của cái hiệp ước Rio, um, cái hiệp ước Rio này ấy thì tên tiếng Anh nó đầy đủ là the Inter American City of Reciprocal Assistance, um, hay còn người ta gọi tắt là Rio City hiệp ước Rio City Thế thì cái hiệp ước Rio City này á là được các nước à, được ký kết từ năm 1947 cơ tức là sau thế chiến thứ hai ấy và nó có cái chức năng là gì chúng ta biết là ở khu vực Bắc Đại Tây Dương thì có khối quân sự liên minh quân sự NATO à NATO đấy chúng ta quen cái đó hơn à, thì cái Rio này cái hiệp ước Rio này nó cũng tương tự à, như là như thế tức là một số nước tham gia và ký kết vào cái hiệp ước đó và có cái trách nhiệm là tương hỗ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cái vấn đề quốc phòng. Có à, và các cái thành viên ấy, thì là gì? Tức là gì? Nếu mà một quốc gia trong cái hiệp ước Rio mà bị xâm chiếm, thì những cái thành viên khác trong cái hiệp ước đó có cái trách nhiệm can thiệp. Đấy, cái chức năng nó gần tương tự như là khối NATO, thành viên của khối NATO. Nói thế để chúng ta dễ hiểu hơn. Và cái sự can thiệp thì nó bao gồm những cái gì? À, nó bao gồm cả cái chuyện là bị xâm lược này, xâm chiếm này, bị một quốc gia khác xâm chiếm này. Nó cũng bao gồm cả trong cái trường hợp là một cái quốc gia thành viên mà lại bị một cá nhân dùng vũ lực để cầm quyền bất hợp pháp. Đấy thế thì nói đến đây thì chúng ta rất là à, thấy là rất giống với lại cái trường hợp của Venezuela mà ông Maduro ông ấy đã dùng quyền lực của ông ấy để ông ấy cứ nắm quyền trong cái nhiệm kỳ thứ hai mà người ta rất nhiều nước trên thế giới người ta nói rằng là ông ấy gian, gian lận bầu cử và cái sự à, nắm quyền lực ở cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai này là nó không hợp pháp nó không hợp hiến à, thì chúng ta chú ý cái chi tiết đó là một cá nhân dùng vũ lực để cầm quyền bất hợp pháp ở một thành viên ở một nước thành viên thì các nước khác có khả năng can thiệp vào cái chuyện là cái nước đó là cái nước thành viên mà bị 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 như vậy thì ở đây chúng ta hiểu ngay đó là chính là Venezuela mà với cái việc cá nhân của ông Maduro cũng như là những cái người ủng hộ ông ấy đã dành dùng quyền lực để tiếm quyền đấy nôm na như vậy bởi vì cho đến lúc này là hơn 50 nước trên thế giới đã chỉ công nhận ông Juan Guaido mới là cái người tổng thống cái người gọi là tổng thống lâm thời đấy À, hợp hiến và hợp pháp đại diện cho đất nước Venezuela và nhân dân Venezuela mà thôi. Đấy, thế thì <laughs> bây giờ um, trước đây cái hiệp ước Rio này ký năm 2000, à, năm 1947 thì đến năm 2000 và Venezuela cũng là thành viên của cái hiệp ước ấy rồi. Thì đến năm 2013 thì họ rút ra. Um, tức là dưới thời của Maduro ấy thì ông ấy rút ra khỏi cái hiệp ước này không là thành viên nữa thì bây giờ cái trong cái phiên họp vừa rồi cái tuần vừa rồi ngày mùng 7 tháng 5 vừa rồi thì quốc hội Venezuela đã phê chuẩn đã công nhận rằng họ lại tái gia nhập cái tổ chức Rio đó sau một cái thời gian từ 2013 đến 2019 mà ông Maduro ông ấy, chính quyền của Maduro là tuyên bố là ra khỏi hiệp đó thì bây giờ quốc hội Venezuela họ nói rằng lại tái hòa nhập lại trở thành một thành viên của hiệp ước đó cái điều đó quan trọng rất là quan trọng đấy bởi vì nó mở ra khả năng các nước khác về mặt gọi là lý do ấy người ta có thể can thiệp quân sự vào trong cái chuyện ở đất nước Venezuela mà nó có theo luật thần hồi theo hiệp ước thần hoi theo quy định thần hoi được quốc hội phê chuẩn chứ không phải tự dưng một nước nào đó điều quân vào đó thì chúng ta chú ý cái, cái chi tiết này thế và cho đến nay ấy, thì hiệp ước Rio này hay là Rio Treaty đấy thì gồm những cái thành viên nào thì tôi xin phép được cung cấp cho mọi người tên những cái thành viên của hiệp ước Rio để mọi người chúng ta cũng biết thứ nhất là Argentina ở Nam Mỹ đúng không ạ Brazil ở Nam Mỹ Chile Colombia rồi Peru Paraguay đó là các nước ở vùng Nam Mỹ ở xung quanh ở xung quanh uh, venezuela thế còn các nước ở trung mỹ uh, và vùng biển caribe các nước nhỏ nhỏ đấy thì uh, gồm những nước nào gồm bahamas costa rica uh, cộng hòa dominica el salvador guatemala uh, haiti honduras panama trinidad và tobago và quan trọng nước quan trọng cuối cùng hoa kỳ mỹ đấy Mỹ cũng là thành viên của cái hiệp ước Rio này. Đó, chúng ta chú ý nha. Đấy thì tôi đọc lại đầy đủ tên các nước này, bao gồm uh, khu vực uh, Nam Mỹ, các nước ở trong bên cạnh láng giềng của Venezuela, rồi khu vực uh, Trung Mỹ Caribe là thuộc dạng khu vực này, rồi một nước cuối cùng là ở Bắc Mỹ là Mỹ hay là Hoa Kỳ đấy. Thì tôi đọc lại cái danh sách: Argentina, Bahamas, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica. El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad và Tobago, và cuối cùng là Hoa Kỳ. À, và chúng ta thấy là gì? Các cái nước, à, ví dụ như là Bolivia, như là Cuba, như là Ecuador, như là Nicaragua và Mexico, những cái nước này là những nước mà ủng hộ, gần đây là lên tiếng ủng hộ cho chính quyền của ông Maduro, thì không có nằm trong cái hiệp ước Rio này đấy thế và à, tiếp tục ngoài cái chuyện mà họ phê chuẩn à, phê chuẩn cái sự tái hòa nhập hay là chữ tham gia quay trở lại cái hiệp ước rio này ấy, thì nó diễn ra một cái vụ việc diễn biến nữa tức là ông maduro ông ấy đã cho lực lượng tình báo tức là xe bin ấy biết tắt là xe bin ấy lực lượng tình báo của quân đội uh, Venezuela đã bắt giữ cái ông phó chủ tịch quốc hội thứ nhất, um, phó chủ tịch thứ nhất của quốc hội Venezuela, họ à, ấy đã bắt giữ, cáo buộc sau cái lý luận liên quan đến cái uh, gọi là vụ việc uh, nổi dậy hay là có nhiều báo chí truyền thông thì họ gọi là đảo chính của ngày 30 tháng 4 ấy, tôi tôi gọi là cái sự nổi dậy. Uhm. Thế thì đấy bắt cái ông mà uh, phó chủ tịch quốc hội này, uh, phó chủ tịch quốc hội này, ông ấy này, ông ấy tên là gì? Ông tên là Edgar Rambrano Một trợ thủ đắc lực của Juan Guaido Thế ngoài ra thì họ cũng nói rằng họ tước quyền miễn trừ của một số nghị sĩ khác nữa Và lăm le là định bắt Thế thì cho đến ngày hôm nay thì nghe đâu đã có khoảng độ 3 ông nghị sĩ của Venezuela Đã phải trốn ở trong à, mấy cái tòa đại sứ đại sứ ở uh, Ý rồi đại sứ Chile gì đó và tức là mấy ông đó ba ông là vì là sợ lo sợ rằng là phía Maduro sẽ tiếp tục bắt giữ giống như là bắt giữ ông uh, Edgar Rambrano này uh, cáo buộc liên quan đến cái vụ nổi dậy của nó hôm 30 tháng 4 thì hiện tại họ đang uh, lẩn trốn hay là đang uh, tạm thời là uh, ở trong các cái tòa đại sứ ở nước ngoài ở tại uh, thủ đô Venezuela. Thì đó, tiếp theo thì cái tiếp theo cái việc mà um, quốc hội Venezuela phê chuẩn tham gia cái hiệp ước tái họ tham gia hay là quay trở lại tham gia cái hiệp ước Rio á. thì cho đến ngày hôm nay tôi vừa mới đọc tin xong mà tức là Juan Guaido đã yêu cầu ông uh, Carlos Varela à, cái ông đại sứ mà ở Mỹ ấy, thì yêu cầu ông ta cái ông đại sứ là cần liên lạc với lại lực lượng quân đội của Mỹ. À, và cụ thể ở đây là lực lượng với lại Bộ Tư lệnh miền Nam, là South Command phụ trách cái khu vực Nam Mỹ đấy. Thì ông Juan Guido đã ra yêu cầu hay là gọi là chỉ thị hay ra lệnh ấy cho ông đại sứ à, thuộc phe đối lập người ta tiến cử để các lớp về chiều đang ở Mỹ là liên lạc với lại Bộ Tư lệnh miền Nam mà của quân đội Mỹ và hôm nay tôi cũng vừa mới đọc là cái ông một cái ông đô đốc tư lệnh bộ tư lệnh miền nam của mỹ ấy, nói rằng là ông ta sẵn sàng giúp đỡ cho uh, phía quân đội uh, của venezuela những người mà rời bỏ hàng ngũ uh, trung thành với ông manro mà quay lại với lại đứng về phe đối lập ủng hộ ông guaido cũng như là ủng hộ cho những người dân này thì ông đô đốc uh, tư lệnh bộ chỉ huy miền nam của quân đội mỹ đã phát cái tín hiệu như thế là sẵn sàng giúp đỡ trợ giúp cho các binh lính Mỹ. À xin lỗi, binh lính Venezuela mà đổi bên, đổi sai, uh, trên sai hay là đổi uh, đổi uh, đổi phe đấy. Từ ông Maduro mà chuyển sang phe Guaido. đó thì ông ông đô đốc Mỹ nói rằng sẵn sàng trợ giúp cái lực lượng binh lính Venezuela đó. Thế và trong uh, cái diễn ra thời gian vừa qua thì uh, chúng ta biết là cái ông tướng Tư lệnh uh, hay là giám đốc tình báo xe bin ấy, lực lượng xe bin ấy, giám đốc tình báo phi uh, guera uh, đã tuyên bố là từ bỏ viết một cái thư hôm 30 tháng tháng ấy, viết một cái thư là uh, từ bỏ phe ông maduro mà chuyển sang ủng hộ cho phe đối lập thì đó là một cái viên tướng uh, tôi nghĩ rằng quan trọng thế rồi uh, sau đó thì ông uh, maduro ông ấy cũng cách chức một số một loạt các cái sĩ quan cấp chấp cấp thấp uh, đại tá, trung tá, thiếu tá rồi úy rồi một số những cái sĩ quan cấp thấp ở dưới mấy chục người ấy thì là chắc là những cái người này là dính líu đến cái vụ nổi dậy hôm 30 tháng 4. Thế thì ông Maduro ông ấy cũng à, hạ bệ rồi cách chức một loạt những cái sĩ quan trong quân đội của ông ấy là như thế. À, thế và Mỹ thì cũng đang à, lên gây sức ép um, lên à, cái chuyện kể cả cấm vận với Cuba nữa vì chúng ta biết rằng là Cuba là các cái cố vấn Cuba rồi ngay cả binh lính Cuba là đang uh, trợ giúp cho ông Maduro thì có họ hiện diện trên đất nước Venezuela thì có rất là nhiều và uh, có rất là nhiều uh, cố vấn cũng như binh lính uh, Cuba đang ở Venezuela. Thế thì đấy Mỹ người ta đang tìm cách, phía Mỹ là đang tìm cách để làm sao mà dùng cả biện pháp kinh tế ngoại giao rồi đấy còn đang uh, có thể là cái khả năng là biện pháp quân sự có thể xảy ra. Đó là những cái uh, những cái thông tin mà tôi muốn cập nhật cho các bác và các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay 12 tháng 5 và chúng ta biết rằng là phía Mỹ người ta ngoài cái chuyện mà cấm vận hay là gây sức ép lên Cuba thì cũng có những cái động thái tức là ví dụ như là những cái ông sĩ quan nào những ông tướng ví dụ như ông Figura đấy phi Guera cái chủ nhiệm à, xin lỗi giám đốc lực lượng tình báo hay còn gọi tắt là xe bin của venezuela mà mới à, quay ra ủng hộ ông guaido đó, thì mỹ người ta cũng dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận dỡ bỏ những cái lệnh trừng phạt lên các cái viên sĩ quan hay là những cái quan chức cao cấp ở trong cái chính quyền của ông maduro đấy thì đấy là một trong những cái động thái thế và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta để ý rằng cái sự kiện việc mà quốc hội venezuela đã thông qua và thảo đã thảo luận và đã thông qua cái việc mà Venezuela quay trở lại tham gia hiệp ước Rio mà trong cái hiệp ước Rio đó nó gồm các chủ yếu là các cái nước ở trong khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ, vùng biển Caribe và tất nhiên là có cả Mỹ nữa. Thế thì nội dung ở trong đó là các thành viên bảo vệ lẫn nhau, rồi chú ý đến cái chi tiết là à, ngay cả trong một nước thành viên nếu như bị một cá nhân mà dùng quyền lực lên tiếm quyền ấy mà ở đây chúng ta hiểu ngay là ông Maduro ở Venezuela thì các thành nước thành viên khác cũng có quyền để can thiệp vào. Ừ. Thế và thông tin cập nhật nhất thì ông Juan Guaido đã yêu cầu cái ông đại sứ Carlos Vecchio ở Mỹ là liên hệ với lại lực lượng quân đội của Mỹ mà cụ thể là cái bộ tư lệnh miền Nam và cái ông đô đốc cái người tư lệnh của cái bộ tư lệnh miền Nam này cũng đã phát biểu ngỏ ý sẵn làng trợ giúp cho binh lính của Venezuela những người từ bỏ ông Maduro mà đứng về phía Guaido. Thế thì đó là những cái tin tức mà tôi nghĩ rằng đáng chú ý bởi vì như vậy là cái khả năng mà có thể các nước hoặc là một cái khả năng uh, can thiệp bằng quân sự uh, của các cái nước thành viên trong uh, khối hiệp ước uh, Rio này là hoàn toàn có thể xảy ra ở trong một cái tương lai gần. Uh, đó thì trong chương trình hôm nay tôi xin phép được uh, tóm tắt hoặc là cung cấp một số cái thông tin uh, xảy ra ở Venezuela tới tất cả các bác và các bạn trên cái kênh AC Media này. Xin cảm ơn cái sự theo dõi và ủng hộ của mọi người. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.